Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Và bây giờ là 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 10 tây tháng 9 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, đối chiếu, phân tích, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn hai đề tài liên quan tới thời sự, liên quan tới những gì mà chúng ta đang thảo luận, đang chú ý tới. Và trước khi đi vào phần thảo luận thì Phong vẫn gửi đến quý vị phần bảo trợ của những người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của Dina Nguyễn, luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang, quý vị có thể trực tiếp liên lạc với luật sư Dina Nguyễn qua số điện thoại 714-657-2425, 714-657-2425 về luật di trú. Còn nếu như quý vị ở tiểu bang California, quý vị có thể tham khảo thêm luật gia đình và luật thương mại 657-2425, 714-657-2425. Và nhớ là test cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. Phần bảo trợ thứ hai là của công ty Wing Financial, công ty tài chánh và thuế vụ. Nếu như năm nay quý vị muốn giao hồ sơ thuế của mình cho một công ty chuyên nghiệp, quý vị có thể chọn Wing Financial. Số điện thoại là 714-888-5666, 714-888-5666. Công ty chuyên về thuế vụ và đồng thời công ty cũng giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building, xây dựng tín dụng và sửa chữa tín dụng. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Wing Financial 714-888-5666. Phần bảo trợ thứ ba là của nhà hàng Sông Long, nằm ngay trên đường Bonsa giữa trái tim của Lido Sài Gòn và đã có mặt trên 20 năm. Ăn trưa với bạn bè, ăn tối với gia đình, quý vị có thể chọn nhà hàng Sông Long, nơi tiếp đón của rất nhiều văn nghệ sĩ ở quận Cam trong suốt nhiều năm qua. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 714-775-3724, 714-775-3724. Và quý vị vào trang web đánh chữ Sông Long Restaurant, quý vị sẽ ra được cái địa chỉ của nhà hàng Sông Long. Và phần bảo trợ thứ tư là phần bảo trợ của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức là Centra Võ, chuyên về nha khoa cho người lớn lẫn trẻ em. Nếu trong nhà quý vị muốn cho con em của mình có hàm răng trắng, khỏe mạnh, đẹp, mọc đều đặn, quý vị có thể giao trách nhiệm này cho nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng tọa lạc trên đường McFadden gần góc đường Beach. Và nếu quý vị đi từ hướng McFadden mà đi từ hướng đường Magnolia tới bên tay phải của quý vị, trước khi quý vị tới đường Beach thì là siêu thị Thuận Phát, bên tay trái là K&B Dental của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Số điện thoại để quý vị liên lạc để nắm vững cái địa chỉ hơn là 714-890-9090, 714-890-9090. Và cuối cùng là phần bảo trợ của một người bạn. Trên màn hình thì quý vị thấy cái business card mà Phong vừa để lên. Thì trong cái business card này các bạn, đó là Iron Kazai, chuyên về facial waxing và tất cả những cái dịch vụ về làn da cho phái nữ, đặc biệt là cho khán thính giả tại Houston, nhất là những bạn bè ở Houston và những vùng phụ cận. Và số điện thoại để quý vị liên lạc là 346-813-8415, 346-813-8415. Aiden Kazai không ai xa lạ, là phu nhân của nam ca sĩ Anh Khoa. Quý vị còn nhớ ca sĩ Anh Khoa rất nổi tiếng mà là đàn anh của bà xã Phong, tức là trong giới văn nghệ. Thì quý vị có thể liên lạc với cô Aiden Kasai để có thể nhờ cô chăm sóc cho cái làn da của mình. Hoặc là quý vị muốn làm facial, quý vị muốn làm waxing thì quý vị cũng có thể liên lạc với Aiden Kasai qua cái số điện thoại mà Phong để cái business card ngay trên màn hình của mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và cũng mến chúc nam ca sĩ Anh Khoa trong thời gian tới ở Houston sớm ổn định và có được cái cuộc sống thoải mái hơn. Và nếu như các bạn có nhu cầu thì liên lạc với Iron Kazai, đó là phu nhân của ca sĩ Anh Khoa. Cảm ơn các mọi người rất là nhiều và cảm ơn tất cả mọi người đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước vào trong cái chương trình của chúng ta, đó là cái đề tài mỗi một ngày.
Thì các bạn, một tuần, hai tuần trước thì các bạn còn nhớ là Tổng thống Trump đã moi ra cái vụ mà Trung Quốc đã thiếu nợ của Hoa Kỳ lên tới 1.000 Mỹ Kim tiền trái phiếu. Và bây giờ thì ông Trump chính thức đòi nợ Trung Quốc. Và theo cái tin mà Phong được biết là Trung Quốc đã đồng ý trả nợ, nhưng mà chỉ 20% thôi. Ok. Tuy nhiên thì có nhiều người vẫn chưa rõ, ủa cái nợ này là ở đâu, mà tại sao thời đó, bây giờ cái chế độ kế tiếp của cái thời nhà Mãn Thanh là Trung Hoa Dân Quốc, mà ông Tưởng Giới Thạch là cái người tổng thống sau cùng, bây giờ chạy ra Đài Loan, tại sao món nợ đó không đưa vô đầu của Đài Loan mà lại trói vào đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc? Thì các bạn còn nhớ cái câu chuyện này đúng không ạ? Ok, bây giờ thì trước hết thì Phong hy vọng rằng Phong sẽ phân tích rõ hơn cho các bạn nhìn thấy được là chuyện gì đã xảy ra cái cho Phong một giây, Phong mở cái này lên rồi cái lúc đó chúng ta mới có thể nói chuyện được. Ok, bây giờ các bạn cho phép Phong được trở lại cái bản tin này đi. Ok, tại vì cái bản tin này là cái bản tin mà khá quan trọng trong ngày hôm nay. Cho Phong được mở cái này lên nha. Ok, tại vì nếu không mở lên thì chúng ta sẽ không thấy được cái tin này. Ok, trong đây thì đây. Ok, đây là cái tin mà Phong có thể Phong lấy lên cái... tại vì Phong muốn lấy cái tấm hình này lên để cho các bạn thấy rõ cái trái phiếu này. Ok, rồi bây giờ Phong đã lấy cái hình lên. Ok, rồi. Ok các bạn, đây là nguyên cái tấm Phong đưa cho các bạn xem. Đây là tấm hình của cái bond nha các bạn. Nó gọi là Imperial Chinese Government. Và cái bond này là ngày xưa một trong những cái trái phiếu mà phía chính quyền của Mãn Thanh đã vay nện. Và số tiền vay này như thế nào? Bây giờ mình nói lại đi để cho các bạn hiểu rõ số tiền này từ đâu ra và tại sao mà Cộng sản Trung Quốc trả mà Đài Loan không trả. Ok, căn cứ trên cái bản tin mà Phong có trên tay thì số tiền này đang được lưu trữ bởi một cái cơ sở tư nhân, một cái công ty tư nhân chứ không phải là của chính phủ. Cái công ty tư nhân này có cái tên là American Bondholder Foundation, gọi tắt là ABF, Phong tạm dịch là một cái căn bản của những người Hoa Kỳ gìn giữ tất cả các trái phiếu. Đây là cái tên của cái foundation này. Và theo cái bản tin cho biết thì cái số nợ này được vay ở dưới triều đại Mãn Thanh. Vay ở dưới triều đại Mãn Thanh. Và cái số tiền vay này để làm gì? Họ vay số tiền này để xây dựng một cái hệ thống đường ray xe lửa từ thành phố Hồ Nam xuống tận thành phố Quảng Châu. Và cái hệ thống đường ray xe lửa này có cái tên là Hukuan Railway. Hukuan Railway. Và lúc đó thì họ đã ấn hành cái trái phiếu này thông qua bằng số vàng của họ, thông qua các cái ngân hàng ở London, Berlin là Đức, Paris là Pháp và New York là Hoa Kỳ. Tức là bốn cái hệ thống ngân hàng của bốn quốc gia, London của Anh, Berlin của Đức, Paris của Pháp và New York của Hoa Kỳ. Trong đó thì người ta nói rất là rõ ràng. Tại sao? Tại vì cái tổ chức mà có cái tên gọi là Johnna Bianco cho rằng là tại sao chính quyền Trung Quốc, Cộng sản Trung Quốc lại phải trả số nợ này thay vì chính quyền Đài Loan. Và cái nhóm này gọi có cái tên gọi là Tennessee Rancher, tức là một cái nhóm đặc biệt ở Tennessee với cái tên là Johnna Bianco cho biết, bởi vì Trung Quốc, Cộng sản Trung Quốc đã claim cái chủ quyền, tức là đã đòi chủ quyền trên toàn nước Trung Quốc sau khi mà họ thống nhất nước Trung Quốc năm 1949. Món nợ này được vay năm 1911, tức là cái năm mà bà Từ Hy Thái Hậu bị lật đổ. Họ vay xong món nợ này để họ xây đường ray xe lửa, thì cùng năm đó là bà Từ Hy Thái Hậu đã bị lật đổ, chấm dứt triều đại Mãn Thanh, bước qua triều đại Dân Quốc. Ok. Và trong đó thì họ nói rằng là cái contract, tức là cái hợp đồng vay của cái trái phiếu này là nước Trung Quốc, là nước Trung Quốc chứ không phải là cái thể chế cai trị. Do đó thì tại sao mà phía Đài Loan họ khẳng định là cái trái phiếu này, tổng số trái phiếu này trị giá là 1.000 tỷ Mỹ Kim,
và chính quyền của Tổng thống Trump đã yêu cầu ép Trung Quốc phải trả lại cái món nợ này, và cái món nợ này sẽ được chuyển qua bên Bộ Tài chánh là cái nơi sẽ lưu trữ món nợ và đòi món nợ này. Trong khi đó thì cái tờ Global Times nói rằng là Bắc Kinh đã coi như chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thì họ đã lập quốc năm vào ngày 1 tây tháng 10 năm 1949, và trong đó thì là họ nói rằng là theo các hòa ước thì họ hủy bỏ tất cả các món nợ và không có thể đòi lại dưới chế độ của ông Tưởng Giới Thạch của Đài Loan. Và tờ Global Times thì đổ trách nhiệm này cho chính quyền dân qua Trung Quốc Đài Loan, tức là khi ông kéo ra Đài Loan thì muốn đòi nợ thì đòi ông này chứ không phải đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là cái lời phát biểu của ông ta, ok, của bên tờ Global Times, ok. Đó là tức là hai bên. Thì bây giờ cái câu chuyện này nó cho chúng ta thấy cái gì? Thứ nhất là cái món nợ này chính thức nó là một món nợ có thật, và số tiền vay nợ này là xây dựng một cái đường ray xe lửa rất dài từ trên Hồ Nam mà xuống tới tận Quảng Châu. Tổng số nợ vay từ 4 ngân hàng, tức là họ đóng vàng vào 4 ngân hàng đó để cái công trái phiếu nó hữu hiệu. Tức là cái công trái phiếu này được phát hành bởi 4 ngân hàng. Thứ nhất là ngân hàng ở London, thứ hai là ngân hàng ở Berlin, thứ ba là ngân hàng ở Paris, và thứ tư là ngân hàng của New York. Thì coi như 4 quốc gia. Do đó cái công trái phiếu này nó có giá trị của nó, chứ không phải là cái thứ mà Cộng sản muốn in cái giấy trái phiếu nào ra là in. Cái này nó được bảo chứng bởi hệ thống ngân hàng đàng hoàng, là cái món nợ là món nợ hữu hiệu. Vậy thì bây giờ mình đi vào phân tích xem tại sao mà Trung Quốc phải trả món nợ này. Thứ nhất là trên cái hợp đồng của cái công trái phiếu này, họ ghi rất rõ ràng là from China, tức là từ nước Trung Quốc. Họ không ghi thể chế nào trong đó hết. Họ không ghi là Republic People Republic of China, tức là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là Đảng Cộng sản bây giờ. Họ cũng không ghi là Republic of China hay là Qing Dynasty. Qing Dynasty tức là triều đại Mãn Thanh. Republic of China tức là Trung Hoa Dân Quốc, là bây giờ nó đang nằm ở Đài Loan đó các bạn. Nó không ghi là cái thể chế nào nọ, mà nó ghi là China, tức là nước Trung Quốc. Vậy thì theo căn cứ theo cái hợp đồng này thì Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc là cái chế độ có trách nhiệm phải trả món nợ này. Lý do là ai quản trị nước Trung Quốc và những cái tài sản để lại mà họ quản trị, kể cả những món nợ, thì đều thuộc về Trung Quốc. Thì đều thuộc về cái đảng đang cai trị, là cái chính cái chế độ cai trị bây giờ, thì phải có trách nhiệm trả. Tại vì họ không ghi rõ là cái nợ đó là của ai, của Trung Hoa Dân Quốc, của Qing Dynasty, tức là của nhà triều đại Mãn Thanh, hay là của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Đảng Cộng sản bây giờ. Do đó thì căn cứ trên cái này mà đưa lên phán quyết trên tòa, thì cuối cùng kẻ phải trả nợ là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù rằng tờ Global Times cho rằng là họ tuyên bố lập quốc năm 1949 dưới triều đại của Mao, sau khi Mao Trạch Đông chiến thắng Tưởng Giới Thạch, họ thành lập quốc gia năm 1949, thì họ đã hủy tất cả những cái hòa ước, những cái thỏa ước và những món nợ rồi. Cái này là tờ Global Times nói. Trong khi chính quyền Bắc Kinh thì bây giờ đi ngầm sau lưng, không dám công bố cái món nợ này, nhưng mà đi ngầm sau lưng Hoa Kỳ là điều đình trả món nợ, nhưng chỉ trả 20% thôi, không trả toàn bộ số nợ. Trong khi ông Trump thì đòi hỏi 50%. Thì đây là một trong những cái mà tin tức trong cả tuần qua thì mọi người đã biết. Và bây giờ thì mình đi vào phân tích sâu hơn tại sao tờ Global Times nói khác mà chính quyền Bắc Kinh lại làm khác. Tờ Global Times chủ yếu của nó, tờ này là tờ báo lá cải, tức là tờ Hoàn Cầu Tờ Báo. Nó là tờ báo biểu tượng cho cái sự lá cải của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và một tờ báo gọi là binh vực chế độ ra mặt và tuyên truyền, dùng cái tờ báo này để tuyên truyền tới người dân ở Trung Quốc. Thì đây là một tờ báo mà cả thế giới đều coi nó là tờ lá cải của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì tờ này đương nhiên trên cái trách nhiệm mà tinh thần dân tộc, họ kích động cái chủ nghĩa dân tộc, do đó họ nói là không cần trả món nợ. Nhưng mà trên nguyên tắc Bắc Kinh biết rõ đây là cái thế khó của họ, không trả món nợ không được, mà trả món nợ thì cũng không xong. Tại sao vậy các bạn? Giờ mình đi vào phân tích nè. Không trả món nợ thì tất cả những cái gì mà Bắc Kinh nói đó là chủ quyền của họ sẽ bị xù hết, trong đó có Tây Tạng,
trong đó có Tân Cương, trong đó có Vân Nam, trong đó có Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao. Những nơi này khi Mao Trạch Đông dùng vũ lực quân sự để mà chiếm quyền cai trị, thì Mao Trạch Đông vẫn nói rằng là nó thuộc về một nước Trung Quốc mà ông bà tổ tiên để lại, chứ không phải là ông ta đi chiếm nước khác rồi biến thành nước Trung Quốc, mà cái này là ông bà tổ tiên của ông ta để lại, và ông ta có nhiệm vụ phải thống nhất lại cái nước Trung Quốc đó. Đây là cái giải thích của Mao Trạch Đông. Rồi chưa kể tới những cái hải đảo trên biển, từ đảo Hải Nam qua tới Hoàng Sa, tới Trường Sa, thì Trung Quốc vẫn nói là ông bà tổ tiên họ để lại tài sản này cho họ mà. Thì khi mà họ thừa hưởng tất cả tài sản của ông bà tổ tiên họ, thì có nghĩa là họ phải thừa hưởng luôn tất cả những món nợ mà ông bà tổ tiên họ để lại. Do đó Trung Quốc phải có trách nhiệm, Cộng sản Trung Quốc có trách nhiệm trả món nợ này. Riêng trường hợp của Đài Loan, Đài Loan nó là một cái đảo quốc không có dính nợ nào gì tới Trung Quốc hết. Nó là một cái đảo quốc, có thể trước đây nó tên là Formosa. Khi ông Tưởng Giới Thạch thua trận ở Trung Quốc năm 1949, ông rời khỏi quyền lực, ông chạy đi tị nạn ở Formosa. Và khi ông tị nạn ở Formosa thì ông đã dùng cái quân lực của mình và ông lấy lại được cái quyền cai trị ở cái đảo Formosa này. Ông đặt tên nó là đảo Đài Loan. Thì bây giờ nó gọi là đảo quốc Đài Loan, tức là Taiwan. Thì coi như là đảo quốc này nó không có dính líu gì tới cái nợ nần của Trung Quốc là thứ nhất. Thứ hai, ông Tưởng Giới Thạch, ông đã mất quyền lực cái thể chế cai trị của ông ở Trung Quốc rồi. Bây giờ ông ra ông lập một cái chính phủ mới ở Formosa, đặt tên quốc là nước là Đài Loan, là nó không có dính líu gì cái chế độ cũ ở trong Trung Quốc cả. Thì tại sao mà bắt ông phải trả cái món nợ này, hay là con cháu ông phải trả món nợ này? Tại vì cái đảo quốc Đài Loan đâu có mang nợ đâu. Cái đường đầy xe lửa ra xây ở Trung Quốc chứ đâu mắc mới gì tới Đài Loan đâu mà bắt Đài Loan trả nợ, là thứ nhất. Thứ hai là cái chế độ của Tưởng Giới Thạch đã chấm dứt rồi năm 1949. Và bây giờ ông đã xây dựng một cái chế độ mới ở đảo quốc Đài Loan. Ông lập quốc ở Đài Loan và chia. Cho nên bên Đài Loan không có trách nhiệm trả món nợ này. Đó là cái lời khẳng định của phía Đài Loan, và họ giải thích rất rõ ràng như vậy. Chừng nào mà đảo quốc Đài Loan mà vay món nợ này thì họ trả. Nhưng họ đâu có vay, và ông Tưởng Giới Thạch cũng đâu có vay. Cái người vay là triều đại Mãn Thanh. Nếu như ông Tưởng Giới Thạch vay đi thì còn nói là trách nhiệm ở ổng đi, nhưng ổng cũng không vay luôn. Ổng chỉ là bị hưởng lại cái món nợ của bà Từ Hy Thái Hậu dưới triều đại Mãn Thanh. Do đó khi mà ổng chạy qua đảo quốc Đài Loan thì cái món nợ đó từ đời Mãn Thanh truyền xuống, thì là ông cha của những người nào cai trị nước Trung Quốc. Thì có nghĩa là Mao Trạch Đông lên thì Mao Trạch Đông phải chịu trách nhiệm với món nợ này. Do đó cái mà giải thích cho các bạn hiểu Đài Loan không trả món nợ là như vậy. Và thứ nhất là Trung Quốc nếu như xù món nợ này thì tất cả những cái chủ quyền quốc gia, tức cái sovereignty, là cái chủ quyền quốc gia đó, là Trung Quốc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ai cai trị nước Trung Quốc thì kẻ đó phải chịu trách nhiệm. Bởi vì nếu như không thì những nơi khác nói, ê, cái đất này là của Tây Tạng, cái đất này là của Hồng Kông, cái đất này là của Ma Cao, Đài Loan, nó không phải tài sản của các anh, nó là tài sản của ông bà cha mẹ các anh mà. Bây giờ ông bà cha mẹ, bây giờ anh nói là những cái nợ đó mấy anh không cần trả, thì coi như những cái chủ quyền này cũng không cần phải claim, tức là cái này cũng không phải chủ quyền của các anh, họ có quyền xù. Và khi họ xù như vậy là Trung Quốc kẹt. Do đó không trả món nợ thì nguy cơ của Trung Quốc sẽ không những là những nơi này, mà ngay cả những quốc gia vay nợ của Trung Quốc qua cái một vành đai một con đường, bây giờ chỉ cần bầu cử lại, đưa đảng khác lên. Không nói lật đổ xã hội nha các bạn, mình chưa nói là lật đổ một cái chế độ cũ, mình chỉ nói bầu cử lại, đưa đảng khác lên cầm quyền, là có quyền, ê, đi đòi cái thằng chế độ cũ đi, tôi là chế độ mới, tôi không có mang trách nhiệm gì hết. Do đó nếu Trung Quốc xù nợ thì cái thiệt hại rất lớn. Tại vì cái nợ mà Trung Quốc cho vay vòng vòng trong cái hệ thống một vành đai một con đường đó, nó lớn gấp 10 lần cái số nợ bây giờ. Những nước, từ nước nhỏ tới nước lớn mà Trung Quốc cho vay nợ đó, cộng lại là mất, rồi mất luôn cả chủ quyền quốc gia luôn. Do đó nếu không trả món nợ này
thì Bắc Kinh sẽ lãnh hậu quả rất lớn mà Bắc Kinh không đo lường được. Nhưng ngược lại, trả món nợ này thì lại có thiệt hại gì? Tại vì trả món nợ này có nghĩa là Bắc Kinh chịu trách nhiệm với món nợ, thì họ có quyền claim lại mấy cái chủ quyền đó. Thì coi như về mặt mà lịch sử, họ gìn giữ được những gì ông cha của họ để lại. Nhưng mà khi trả món nợ đó, thì bây giờ các bạn tính giùm tôi đi, cứ cho là Trung Quốc trả 20%. Ông Trump đòi 50% mà Trung Quốc chỉ trả 20%. 20% tức là 200 tỷ trên 1.000 tỷ. Đúng chưa các bạn? Bây giờ nếu ông Trump đồng ý, ok, tôi cho anh trả 20%. Nhưng mà 20% này cộng thêm cái tiền lời suốt 100 năm nữa, thì dâng lên nó cũng là con số mấy ngàn tỷ, chứ không phải là một ngàn tỷ. Còn bây giờ nếu anh đồng ý trả món nợ 1.000 tỷ này, trả đủ, thì coi như tôi có thể xóa bỏ tiền lời. Tôi cho anh hai lựa chọn. Nhưng mà ông Trump thì không chịu. Ông đòi là 50% nhưng ông chưa nói tiền lời nha các bạn. 50% món nợ nhưng chưa nói tới tiền lời. Thì bây giờ một là trả full. Cái này là cái cách đòi nợ bên Mỹ. Ví dụ như là các bạn nhớ là, nhất là những quý vị nào mà ở Mỹ lâu năm thì đều biết, quý vị đang nợ ngân hàng món nợ, quý vị vay của các credit card là 5.000 đô la. Nhưng mà các công ty đòi nợ khi nó gửi đến các bạn cái giấy đòi nợ, có phải là 5.000 đó không? Hay là nó cộng tiền lời, nó chồng lên thành mười mấy ngàn. Nếu mà mấy năm các bạn không trả, lúc đầu không trả thì nó cộng cái tiền lời á, còn được 5.800 đồng, 5.900 đồng. Qua năm sau nó lên 6.000 mấy. Cái qua năm sau nữa nó chồng lõi lên nữa, nó thành 8.000 mấy. Rồi cái qua năm tới nữa nó thành mười mấy ngàn. Đúng chưa? Là cái cách tính lời bên Mỹ. Tiền lời chồng thêm tiền lời, tiền lời chồng thêm tiền lời, nó nhân lên. Do đó nếu trả món nợ này thì Trung Quốc cũng thổ huyết luôn. Tại vì món nợ này lên tới cả mấy ngàn tỷ chứ không phải 1.000 tỷ. Đó là cái cách tính nợ. Quý vị còn nhớ quý vị cà cái credit card không? Rồi cái quý vị nhớ là mỗi khi mà quý vị nhờ những người mà giúp quý vị mà giải quyết các món nợ đó, là họ phải negotiate với nhà băng. Tức là họ đàm phán với nhà băng, nói giờ thân chủ của tao không có tiền trả, phải trả một cục liền. Thì giờ trả một cục liền thì giờ tao xin bớt xuống 50%, thì tao trả liền một cục. Còn mà chia payment nó không chịu. Tức là nếu mình chia payment nó tính tiền lời, tức là trả theo định kỳ mỗi tháng á, hay là mỗi năm á, thì tiền lời sẽ nhân lên. Còn nếu như mà trả liền một cục, trả dứt một cục luôn á, thì nó cho bớt xuống 50%. Tại vì không bớt nó xù à, cũng khó trả lắm. Rồi đợi khi nào nó có tiền, có tài sản đòi tiếp. Cái cách bên Mỹ nó là như vậy. Cho nên khó xù nợ nước Mỹ lắm các bạn, dù chỉ là một đồng. Bây giờ 1.000 tỷ trái phiếu này mà các bạn nhân lên với cái tiền lãi suốt 100 năm thì nó thành bao nhiêu tiền? Bây giờ Trung Quốc thì đang negotiate, tức là họ đồng ý trả. Rõ ràng là họ yếu thế trong cái vấn đề không trả rồi. Họ không đủ lý để cãi cho vấn đề này về mặt pháp lý. Do đó họ phải trả món nợ này. Nhưng bây giờ họ điều định cái món nợ thấp xuống. Thay vì tôi trả 100%, giờ nó xin trả 20%. Ông Trump thì không chịu, ít nhất 50%. Nhưng mà ông chưa nói tới tiền lời. Là 50% đó có cộng thêm tiền lời hay không? Hay là không có tiền lời? Thì mình chưa nghe ông Trump nói, chỉ nói là ít nhất 50% thôi. Thì bây giờ các bạn nghĩ đi, 50% đó mà cộng thêm tiền lời, một chấm thôi, 1% một năm thôi, mà các bạn nhân lên cho 100 năm thì các bạn sẽ thấy số tiền nó bao nhiêu. Ví dụ như ở đây tôi đi mua căn nhà, tôi mua căn nhà ví dụ 500.000, tôi mượn cái nợ 500.000 đi, một tháng tôi trả 2.500, cộng cả tiền lời lẫn tiền vốn, tức là tiền lời đó. Thì bây giờ các bạn nghĩ đi, tôi chia ra trả 30 năm, một năm là 12 tháng, một tháng là 2.500, đúng chưa? Thì bây giờ 2.500 mà tôi nhân cho 12 là bao nhiêu? 2.500 là 300.000, là coi như 30.000 một năm. 30.000 một năm mà tôi nhân cho 30 năm, các bạn lên là bao nhiêu các bạn? 30 nhân cho 30 là bao nhiêu? 900.000. Tôi mượn cái nợ có 500.000. 500.000 tôi trả 30 năm mà cuối cùng cái số tiền tôi trả cho nhà ngân hàng là 900.000. Lên gấp một lần, coi như là gần như là một lần một, mới có 30 năm thôi. Bây giờ các bạn tưởng tượng rằng là 100 năm
thì các bạn nghĩ là cái payment đó là bao nhiêu tiền? Đó, tôi mới làm một con tính rất đơn giản. Tôi mượn cái nợ của ngân hàng 500 ngàn. Mỗi tháng tôi trả 2 ngàn rưỡi. Là cả tiền mortgage, lẫn tiền interest, tức là tiền principal, là tiền vốn lẫn tiền lãi. Là tôi phải trả, là tổng cộng số tiền mỗi tháng tôi trả là 2 ngàn rưỡi. Thì bây giờ các bạn lấy 2 ngàn rưỡi, các bạn nhân 30 năm. Là các bạn ra con số là như 900 ngàn. Mượn 500 ngàn trả 900 ngàn. Thì bây giờ cái món nợ đó 100 năm các bạn nhân lên cho tôi là bao nhiêu tiền? Rất dễ hiểu. Do đó bây giờ Trung Quốc mà trả một cái là coi như là mang nợ ngập đầu. Cái tiền công trái phiếu của Trung Quốc giữ của Hoa Kỳ là 1.100 tỷ công trái phiếu. Mắc hơn 100 tỷ. Ok. Mắc hơn 100 tỷ. Nhưng bây giờ nếu mà chưa tới thời hạn mà Trung Quốc muốn lấy tiền về thì chính phủ Hoa Kỳ không mua lại công trái phiếu đó, mà những quốc gia khác họ mua. Những quốc gia khác họ mua. Đây là hai cái sự khác biệt nha. Tại sao tôi nói hai chuyện khác nhau là như vậy? Tại vì cái công trái phiếu của Hoa Kỳ, ví dụ như công trái phiếu này sau 30 năm chính phủ Hoa Kỳ mới mua lại. Tức là Trung Quốc mới giữ công trái phiếu có 10 năm mà. Còn 20 năm nữa. Còn bây giờ họ cần tiền quá, họ có thể bán ra. Những quốc gia như Nhật Bản, Canada, Đài Loan, họ mua lại cái công trái phiếu đó. No problem. Còn cái công trái phiếu của Trung Quốc mà bán cho Hoa Kỳ 1.100 năm trước, nó quá thời hạn rồi. Tại công trái phiếu đó là 30 năm đi. Mình cứ tính 30 năm đi. Bây giờ 30 năm nó đã quá thời hạn. Bây giờ nó tới 100 năm lận. Hơn 100 năm. 110 năm lận. 108 năm. Thì coi như là nó quá thời hạn rồi. Do đó, cái chính phủ Trung Quốc phải mua lại cái mới công trái phiếu này. Chứ không phải ai khác. Chính phủ Bắc Kinh, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc phải mua lại cái trái phiếu này. Vì nó quá cái thời hạn. Khi cái trái phiếu, cái công trái phiếu mà in ra, họ cho bạn, các bạn biết là nếu như các bạn được cái tiền lời, ví dụ các bạn mua 10 đồng, 30 năm sau nó thành 20 đồng. Thì 30 năm sau các bạn mới được đổi cái công trái phiếu đó ra. Còn nếu mà các bạn muốn đổi sớm thì các bạn cho bán sang tay qua người khác. Chứ mà cái chính phủ nó bán cho bạn, nó không có trả tiền lại. Do đó, có nhiều bạn nói, ô, vậy là Mỹ nợ của Trung Quốc 1.100 tỷ, Trung Quốc nợ lại 1.000 tỷ, coi sầu hoài. Không đúng. Tại vì cái công trái phiếu Trung Quốc bán cho Hoa Kỳ chưa đầy 20 năm. Mới có 10 năm, mười mấy năm à. Mà cái công trái phiếu đó trị giá của nó là 30 năm. Thì như vậy, Trung Quốc muốn bán thì bán. Quốc gia khác mua, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ không có trách nhiệm mua lại. Tại vì chưa tới thời hạn mua lại. Còn cái công trái phiếu của Trung Quốc mà ngày xưa bà Từ Hy Thái Hậu vay, nó đã quá cái thời hạn mua lại rồi. Mà phía Trung Quốc không mua lại thì tiền lời nó chồng lên. Thì như vậy cuối cùng là gì? Lên tới mấy ngàn tỷ đô la. Lên tới mấy ngàn tỷ đô la. Nó lời nhiều lắm. Cho nên cái nào ra cái đó không thể trộn chung mà nói các bạn nha. Để giải thích cho các bạn rõ một lần về cái vụ công trái phiếu của Hoa Kỳ mà Trung Quốc thiếu, và cũng như là công trái phiếu của Trung Quốc mà Hoa Kỳ thiếu, để các bạn hiểu rõ. Và đó là cái đề tài đầu tiên. Một lát nữa Phong trở lại với cái đề tài thứ hai. Và cái đề tài thứ hai cũng quan trọng lắm các bạn. Tại vì những gì đang xảy ra trên eo biển Đài Loan và trên Biển Đông là cái đề tài thứ hai. Một lát Phong sẽ trở lại trong vòng 2 phút. Xin các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong trên Facebook và trên YouTube. Phong trở lại ngay.